giới thiệu qua hành trình của mình là sau khi mình xuống tới xã Định Yên thì mình sẽ dùng buổi chiều tại đó. Sau đó các anh chị kêu tác nghiệp và các anh chị vui lòng mang theo cái thẻ mà media mà hồi nãy Tuấn đã phát cho các anh chị để phân được ekip của mình ha. Xuống tay chỗ bên kia lấy hãy giao lưu chút xíu được không ạ? Thì các bạn ngồi xuống tay chỗ nha. Ok.